Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai bị một người đàn ông đối xử tàn độc trong lồng sắt đang khiến dư luận không khỏi dậy sóng. Được biết sự việc này xảy ra tại khu dân cư Thuận Giao, tỉnh Bình Dương. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một bé trai bị nhốt ở phía sau chiếc xe ba gác, xung quanh được quây kín bằng lồng sắt. Lúc này một người đàn ông mặc quần đùi cởi trần đứng cạnh liên tục tấn công bé trai, thậm chí người này còn buông lời chửi mắng. Bị đối xử tàn độc, cậu bé chỉ biết gào khóc nức nở, liên tục cầu cứu những người xung quanh. Rất nhiều người sau khi xem clip đều bày tỏ sự phẫn nộ đến tột cùng và mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương tìm ra danh tính người đàn ông để xử lý trước pháp luật, đồng thời giải cứu cháu bé. Qua tìm hiểu được biết, người đàn ông trong đoạn clip tên là Hoàng Nam, cha ruột của cháu bé. Hiện ông cùng ba con nhỏ thuê trọ tại khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao cho biết, nhận được tin báo, cán bộ và công an phường đã đến tận nơi ông này sinh sống để tìm hiểu sự việc. Cháu bé bị tấn công không có thương tích, sức khỏe ổn định. Tối ngày 29 tháng 3, công an phường Thuận Giao đã mời ông Nam lên trụ sở làm việc, đồng thời yêu cầu ông ký cam kết không được ra tay tàn độc với con. Công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc người cha đối xử tàn độc với con trai trong lồng sắt đã được bàn giao cho công an làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã đưa bé trai đi giám định thương tích để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận Giao, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cha đối xử tàn độc với con xảy ra trên địa bàn, phường đã chỉ đạo ngành chức năng xuống thăm hỏi và định hướng cho các bé đi học. Phường cũng yêu cầu người cha ký cam kết không tái phạm. Theo đó, vào chiều 29 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh người đàn ông ra tay tàn độc và người bé trai đặt trong lồng sắt. Được biết, người đàn ông xuất hiện trong clip tên Hoàng Nam, thuê trọ tại khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương. Một mình ông Nam nuôi 3 người con trai. Hàng ngày ông Nam chở 3 người con trong lồng sắt phía sau xe ba bánh để đi bán vé số kiếm sống. Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngoài những ý kiến lên án hành vi trên, một số khác cho rằng vì quá áp lực trong cuộc sống mới dẫn đến sự việc. Vừa qua, đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người được cho là cán bộ một xã tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ có biểu hiện say rượu, tấn công người sau va chạm giao thông được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nắm bắt thông tin, các lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Chiều ngày 28 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 4 phút ghi lại hình ảnh nhóm người cãi vã, thách thức nhau sau va chạm giao thông giữa 3 phương tiện gồm xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con. Trong đoạn video, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh có biểu hiện say rượu, liên tục lớn tiếng xô đẩy người mặc áo phông cộc tay. Đôi bên sau đó cự cãi và sự việc chỉ khép lại khi có nhiều người can ngăn. Nhóm người mặc áo xanh trên được cho là lãnh đạo một xã trên địa bàn huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo huyện Tân Sơn xác nhận có sự việc nêu trên và nhóm người mặc áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền. Được biết sự việc xảy ra vào hôm 26 tháng 3, huyện sau đó đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh và có hình thức xử lý. Ngày 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây, Kon Tum thông tin đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị bạn tấn công ngay trong ký túc xá. Đáng nói, vụ việc có sự chứng kiến của nhiều bạn học khác, song không một ai can ngăn. Theo đó, đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn bắt quỳ và liên tục tấn công. Vụ việc có sự chứng kiến của nhiều bạn học khác, song không một ai can ngăn. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là MT, học sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Đắc Lây. Vụ việc xảy ra tại khu ký túc xá của trung tâm này. Đại diện Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đắc Lây cho biết, tối ngày 27 tháng 3, một nhóm nữ sinh ở trường khác đã xông vào khu ký túc xá của trường để nói chuyện với nữ sinh T. Sau đó, nữ sinh T bị nhóm bạn này tấn công. Sau khi xảy ra sự việc, các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường. Đến ngày 28 tháng 3, gia đình của T mới đến trường để phản ánh và dẫn học sinh T về để chăm sóc sức khỏe. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã yêu cầu trung tâm làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời yêu cầu mời phụ huynh hai bên gia đình lên gặp nhau, tiến hành hòa giải, ổn định tâm lý cho các em học sinh. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây, cơ quan này đã giao công an huyện điều tra làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị tấn công nguy kịch ở Long Biên, Hà Nội, mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người hỗ trợ pháp lý cho bị hại, đã có những chia sẻ về nguyên nhân các thông tin bài đăng trên Facebook của ông bị biến mất. Khoảng một tuần qua, vụ việc cháu D, nam sinh lớp 8, quê ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị tấn công khi đang chơi bóng rổ ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, dẫn đến nguy kịch, tin lượng xấu đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, nhất là trên mạng xã hội. Chính vì lẽ đó, các thông tin hình ảnh chia sẻ về tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của MD sau khi được luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ trên trang cá nhân Facebook đã thu hút hàng chục nghìn lượt like, hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Thế nhưng hiện tại rất nhiều bài đăng của luật sư Thơm đã biến mất, khiến dư luận không ngừng đặt câu hỏi, đưa ra các giả thiết khác nhau. Lên tiếng về sự việc này, sáng ngày 30 tháng 3, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết các bài đăng trên trang cá nhân Facebook của ông không bị xóa mà được ẩn đi, một số bài khác bị giới hạn người bình luận. Luật sư Thơm cho hay, ông đưa ra những nhận định trên cơ sở nghiên cứu khoa học pháp lý về định tội danh và với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho bị hại để các cơ quan pháp luật xem xét xử lý theo luật. Đó là nguồn tin tố giác tội phạm qua hoạt động nghề luật sư theo quy định của luật tố tụng hình sự và không nhằm bất cứ mục đích nào khác. Vì vậy, một kết luận ban đầu của cơ quan công an và một nhận định ban đầu của luật sư có phần khác nhau, không là vấn đề để ẩn bài hay gì khác. Theo luật sư Thơm, nguyên nhân khiến ông ẩn bài trên mạng xã hội là vì những bài đăng trước đó được rất nhiều người quan tâm và bình luận, quá sức tưởng tượng của ông. Trong đó có nhiều bình luận đồng cảm, chia sẻ rất tích cực, nhưng cũng có những bình luận đã mang tính chất tiêu cực, tô vẽ thêm một số tình tiết không có cơ sở vào vụ việc, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý cộng đồng, đến quá trình làm việc của luật sư, quá trình điều tra của cơ quan công an. Sau khi trao đổi với gia đình về việc cơ quan điều tra đã ra các quyết định tố tụng xử lý đối tượng, luật sư Thơm đã dừng chia sẻ những hình ảnh đau thương của cháu D. Luật sư Thơm chia sẻ rằng là người nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho cháu D, dõi theo từng bước đi của cháu và gia đình nhiều ngày qua. Những gì mà ông đang làm không chỉ là công việc mà còn là tình cảm. Hành trình sắp tới dù thế nào, ông vẫn một lòng trợ giúp, bảo vệ quyền lợi cho cháu theo đúng quy định và với niềm tin vào sự công minh của pháp luật. Ngày 30 tháng 3, nguồn tin từ lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Quang Văn Nguyên, 26 tuổi, trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu. Theo đó, đối tượng này đã dựng chòi biệt lập giữa khu vực đồi núi để bán ma túy. Không những vậy, gã người rừng còn thủ súng kíp, dao mèo để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt. Quang Văn Nguyên bị bắt khi Công an huyện Quỳ Châu tổ chức đợt truy quét và điểm bán lẻ ma túy trên khu vực núi thuộc bản Hốc, xã Diên Lãm. Nguyên từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù gã tái nghiện. Để có ma túy sử dụng, Nguyên rời nhà vào rừng, lập lán để bán ma túy. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Nguyên chọn một khu vực cao, trống trải dựng lán, đồng thời sử dụng các con nghiện để cảnh giới từ xa. Khi phát hiện có người lạ vào khu vực, lập tức Nguyên rút lên đỉnh núi. Theo thông tin từ Công an huyện Quỳ Châu, từ khi lập đại bản doanh bán lẻ ma túy, Nguyên hầu như ở lì trong rừng, không trở về nhà. Thậm chí gã không dám ra khỏi rừng để cắt tóc mà búi trên đỉnh đầu. Nguồn tin trinh sát cho thấy Quang Văn Nguyên tàng trữ súng kíp và nhiều dao nhọn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Bởi địa thế đặc biệt này và sự liều lĩnh, manh động của ông trùm bán lẻ, lán của Nguyên trở thành một tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy nhức nhối, nằm trong kế hoạch phải sớm triệt phá của Công an huyện Quỳ Châu. Sau thời gian trinh sát, nghiên cứu kỹ địa hình, quy luật hoạt động của Quang Văn Nguyên, Công an huyện Quỳ Châu quyết định tổ chức lực lượng truy quét tụ điểm ma túy này. Sự xuất hiện đột ngột của các trinh sát ma túy khiến Quang Văn Nguyên không kịp trở tay. Công an thu giữ tại lán của Nguyên hơn 10 gam ma túy hồng phiến và heroin cùng một súng kíp, nhiều dao nhọn. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mâu thuẫn là vấn đề thường xuyên xuất hiện. Thế nhưng có những người biết lắng nghe, bên cạnh đó vẫn có những người vì cái tôi mà sẵn sàng ra tay hành hung đối phương. Đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, được biết khi gặp nhau tại đám cưới, một người đàn ông và bạn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, nên đối tượng đã tìm đến nhà sát hại người này. Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Lộc Bình vừa tạm giữ đối tượng Hà Văn Phi, sinh năm 1972, trú tại thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra, xử lý về hành vi sát hại người. Trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 3, Hà Văn Phi đã dùng dao tác động liên tiếp vào người, khiến DVS, sinh năm 1976, thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, Phi đã đến cơ quan công an huyện Lộc Bình đầu thú. Ông Sáng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Được biết trước đó đối tượng và nạn nhân gặp nhau tại một đám cưới trên địa bàn. Trong lúc dự tiệc, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó Phi đã tìm dao đến gần nhà ông Sáng để gây án. Hiện Công an huyện Lộc Bình đang tiếp tục cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc làm rõ vụ việc theo quy định. Chỉ vì một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt, đối tượng Hà Văn Phi đã không màng đến tình bạn mà xuống tay sát hại nạn nhân, khiến ai nấy nghe xong đều không khỏi giật mình ghê sợ. Liệu rằng với hành vi máu lạnh côn đồ, đối tượng trên sẽ phải trả giá ra sao trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Liên quan đến vụ việc một cô gái tạt ly trà sữa pha ớt vào mặt nhân viên quán nước ở Bình Dương gây xôn xao dư luận ngày qua, Ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Công an phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một đã mời hai đối tượng có hành vi trên lên làm việc. Người bị tạt nước ớt là NTTH, nhân viên quán trà sữa ở phường Bình Chánh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hai người đi xe máy tạt nước ớt vào mặt Hát là NHTV, sinh năm 2006, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và NMK, sinh năm 2009, ngụ phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Qua lời khai ban đầu của hai đối tượng, trước đó Hát đã đăng hình và nói xấu V trên mạng xã hội, khiến người này bực tức tìm cách trả thù. Để giải quyết mâu thuẫn, V lấy một ly nước, sau đó cắt hai quả ớt nhỏ vào ly và nhờ Ca trở đến quán nước nơi Hát đang làm việc. Đến nơi, V gọi mua ly trà sữa mang đi. Khi Hát đưa ly trà sữa giao cho hai người này, thì V dùng ly nước có bỏ ớt, tạt vào mặt cô gái rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, ngày 27 tháng 3, mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh nữ nhân viên quán nước ở phường Chánh Nghĩa bị đôi nam nữ đi xe máy hỏi mua trà sữa, sau đó tạt nước ớt vào mặt. Sau khi video được đăng tải, đã thu hút nhiều bình luận đề nghị công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử phạt để răn đe. Ngày 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ngăn chặn kịp thời phương tiện có dấu hiệu chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Được biết, khi nhận được tin báo về việc 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Việt Nam để đi Campuchia, Công an tỉnh Bình Định đã bố trí lực lượng, phương tiện theo dõi, đón bắt kịp thời. Cụ thể, vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 3, Phòng PC08 Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công nhân Trung Quốc bị lừa sang Việt Nam để đi Campuchia. Phòng PC08 đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định bố trí lực lượng, phương tiện theo dõi, sẵn sàng đón bắt. Đến 16 giờ 25 phút cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30K45084 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, Bình Định, có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi đến km 1186 quốc lộ 1 thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định thì dừng được phương tiện. Qua kiểm tra, trên xe có 5 người, tài xế khai nhận tên Phạm Thanh Lâm, sinh năm 1989, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đang chở theo 4 người gồm Nguyễn Cao Thường, sinh năm 1983, trú thành phố Hà Nội là chủ phương tiện. 3 công dân Trung Quốc gồm Hoàng Xeang, sinh năm 2007, Lin Zhang Ling, sinh năm 2007, Gu Xin Nan, sinh năm 2006, đều là lao động tự do. Nhận thấy vụ việc có liên quan đến người nước ngoài, có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên phòng PC08 đã trao đổi, đề nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh PA08 phối hợp xác minh làm rõ. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiến hành đưa tài xế Phạm Thanh Lâm đi kiểm tra chất ma túy, kết quả dương tính với ma túy. Qua đó, đơn vị chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện 30K45084 đối với tài xế Phạm Thanh Lâm về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe và điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường bởi hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tiếp tục làm việc với những người liên quan, ban đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng người Trung Quốc thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 3, lãnh đạo đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết đã tạm giữ 2 ô tô gồm xe Ford Laser 5 chỗ và Toyota Yaris loại 12 chỗ ngồi cùng gắn biển xanh 38A1169. Theo đơn vị này, quá trình xác minh, xác định xe Ford Laser 5 mang biển kiểm soát màu xanh 38A1169, chủ phương tiện đăng ký là Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Tĩnh. Ngày 22 tháng 12 năm 2022, trung tâm này đã bán thanh lý ô tô nói trên cho bà Trần Thị Thanh Hòa, sinh năm 1988, địa chỉ phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định. Quá trình bàn giao xe, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh chưa thu lại biển số xanh. Đối với ô tô Toyota Hiace cùng gắn biển xanh nói trên, đây là xe cũ của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Phương tiện này đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 và đã thanh lý lại cho ông Hoàng Văn Hòa ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông Hòa bán lại chiếc xe nói trên cho ông Nguyễn Duy Tuấn ở tổ 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Duy Tuấn là chồng của bà Trần Thị Thanh Hòa. Cũng theo cơ quan công an, gia đình ông Tuấn, bà Hòa chuyên làm nghề thu mua xe cũ, xe thanh lý, xe bán phế liệu. Khi được mời làm việc, Ông Tuấn trình bày có sử dụng thêm một bộ biển số 38A1169 lắp vào ô tô Toyota Hiace để phục vụ khách đến xem xe, trao đổi mua bán, chứ không phải mục đích tham gia giao thông. Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tạm giữ hai phương tiện nói trên và tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý. Đơn vị này cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Tĩnh chấn chỉnh theo quy định. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa cho biết, một chiếc ô tô tải chở đồ tổ chức sự kiện khi di chuyển qua đoạn xã Trung Trải, quốc lộ 4D, thì bất ngờ bị mất phanh, lao xuống vực sâu khiến 4 người bị thương. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc trên ô tô có 4 người, vụ tai nạn khiến chiếc xe tải vỡ nát. Trong số 4 nạn nhân bị thương thì có một người bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo thị xã, công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng đã xuống hiện trường, chỉ đạo cứu người, hỗ trợ di chuyển tài sản, đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa. Theo công an xã Trung Trải, danh tính 4 nạn nhân gồm Nguyễn Văn Ca, Đỗ Thị Hồng Ca, sinh năm 1982 ở Quảng Ninh, Nguyễn Quốc Tê, sinh năm 2000 ở Quảng Ninh, Dương Thượng Lờ, sinh năm 1994 ở Đắk Lắk. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm thông tin về một chiếc xe tải lao xuống vực sâu ở Sapa. Theo thông tin đăng tải, đã có người thương vong trong vụ tai nạn. Ngày 29 tháng 3, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hàng loạt sai phạm theo quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4,86 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam được giao làm chủ đầu tư 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cho các trường phổ thông với tổng mức đầu tư hơn 37,6 tỷ đồng. Các gói thầu này đều do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu với giá thấp hơn giá chào thầu không nhiều. Kết quả thanh tra cho thấy, các trang thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo đã mua của AIC tại 4 gói thầu và bàn giao cho các trường là không có xuất xứ, không đúng xuất xứ, không có nguồn gốc, với số tiền hơn 4,835 tỷ đồng. Cụ thể, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở Giáo dục và Đào tạo mua của công ty AIC xuất xứ là Singapore, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường là không có xuất xứ với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ mua của công ty AIC là Singapore, nhưng thực tế là của Trung Quốc với số tiền hơn 720 triệu đồng. Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ mua của công ty AIC xuất xứ là Đài Loan, Trung Quốc, nhưng thực tế là không có xuất xứ với số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, công tác giao nhận gói thầu không đảm bảo chặt chẽ, buông lỏng quản lý, trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như đề án đề ra, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và cá nhân ông Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Đồng thời yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm liên quan đến thực hiện các gói thầu dạy và học ngoại ngữ do AIC nhận thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo hơn 4,85 tỷ đồng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo nộp lại số tiền sai phạm là 2,61 tỷ đồng. Ông Hà Thanh Quốc và tổ nghiệm thu bàn giao trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do AIC cung cấp nộp lại số tiền 4,85 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng chuyển hồ sơ mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư và AIC nhận thầu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, xử lý. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ra đập thủy lợi tắm 2 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh đuối nước thương tâm. Ngày 29 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 2 em học sinh lớp 6 bị đuối nước khi tắm ở đập thủy lợi Khe Sai. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 3, người dân khi đi qua khu vực đập Khe Sai trên địa bàn xã Thạch Xuân thì phát hiện một chiếc xe đạp, 2 đôi dép và 2 bộ quần áo học sinh để trên thân đập nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân lập tức báo cho chính quyền xã Thạch Xuân đến hiện trường để xác minh. Danh tính 2 em nam sinh được xác nhận là em DVL và LMA, trú tại xã Thạch Xuân. Hiện cả 2 em là học sinh lớp 6. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để tổ chức tìm kiếm. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy em DVL và đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại. Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Kim Bôi tiến hành kiểm tra nhà đối tượng Bùi Văn Long, sinh năm 1982, trú tại xóm Vọ, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, là đối tượng thuộc diện quản lý của lực lượng công an. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ chiếu bạc số tiền 20,6 triệu đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định điều chỉnh tham số phối hợp giờ hạ cánh cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè năm 2024. Theo đó, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ điều chỉnh mật độ điều phối bay từ 42 chuyến trên 1 giờ lên 44 chuyến trên 1 giờ cho khung giờ 6 giờ đến 23 giờ và từ 32 chuyến trên 1 giờ lên tới 36 chuyến trên 1 giờ cho khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút. Điều này đồng nghĩa với việc sân bay đông đúc nhất cả nước này sẽ có thể tăng thêm khoảng 60 chuyến bay mỗi ngày để phục vụ nhu cầu của các hãng hàng không. Dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay rơi vào giữa tuần thứ ba và thứ tư nên sẽ chỉ có 2 ngày nghỉ và không có nghỉ bù. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ các dịch vụ hàng không, du lịch của người dân. Như thường lệ, các hãng hàng không trong nước sẽ có kế hoạch tăng chuyến trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đơn cử, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng với 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 26 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5. Tuy nhiên, nỗ lực tăng chuyến của các hãng bay cũng sẽ vấp phải khó khăn do tình trạng hao hụt máy bay trong thời gian qua. Tối 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở thành phố Long Xuyên. Theo đó, khởi tố Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1988, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh sinh năm 1976, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên vì đã có hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét các địa điểm liên quan đến 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Thời điểm này, ông Trung đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra. Ngày 30 tháng 3, Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đang điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong vườn cây bạch đàn ở xã Lan Mẫu. Trước đó, một số người dân xã Lan Mẫu phát hiện một người đàn ông tử vong trong vườn cây bạch đàn của một gia đình trong xã và trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Lan Mẫu và Công an huyện Lục Nam phối hợp cùng các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và xác minh để giải quyết theo quy định của pháp luật. Bước đầu xác định người tử vong đến làm thuê cho xưởng chế biến gỗ của một gia đình ở trong xã Lan Mẫu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đang xác minh điều tra vụ việc. Ngày 30 tháng 3, người dân đi tắm biển tại khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu đã phát hiện một bao tải lớn chứa nhiều hộp hình chữ nhật được quấn băng keo. Nghi ngờ là ma túy nên người này đã trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong bao tải có chứa nhiều gói nghi là ma túy, tổng trọng lượng chưa được công bố. Liên quan đến việc nhiều gói ma túy trôi vào bờ biển Vũng Tàu, trước đó qua công tác trinh sát, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu đã kiểm tra hành chính một phòng trọ trên đường Đô Lương, phường 11 thành phố Vũng Tàu. Tại đây, đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đã bị bắt quả tang khi đang tàng trữ 1 kg ma túy. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận vào trưa ngày 24 tháng 3, trong lúc thu gom mực tại một bãi biển thuộc phường 10, LMC đã phát hiện một bao tải màu đen bên trong chứa nhiều gói hình chữ nhật được bọc kín bằng băng keo xám và kể cho Tuấn biết. Ngày 25 tháng 3, Tuấn ra bãi biển để lấy một gói ngụy trang trong bao tải và đưa về nhà trọ. Tại khu nhà trọ, Tuấn mở bao tải ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tuấn đã chụp ảnh lại với mục đích tìm người bán. Ngoài 1 kg ma túy thu giữ ban đầu, Tuấn còn khai nhận đã cất giấu thêm 20 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng khác, tổng khối lượng khoảng 21 kg. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 3, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân một vụ mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến 1 người chết, 4 người bị thương trên địa bàn huyện Gò Công Đông. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn từ việc mua bán đất đai, Tối 28 tháng 3, ông Nguyễn Thanh Tân, 36 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông và anh rể là ông Lê Tuấn Phong, 45 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, đến nhà ông Nguyễn Văn Thái, 55 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông để nói chuyện. Lúc này ở nhà có hai người con ruột của ông Thái là anh Nguyễn Hữu Cường, 28 tuổi và Nguyễn Duy Phương, 25 tuổi, xảy ra tranh cãi với hai ông Tân, Phong và ông Thái dẫn đến xô xát. Hai bên dùng dao tự chế và hung khí ẩu đả gây thương tích nặng, khiến ông Nguyễn Thanh Tân tử vong. Những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, Nguyễn Đăng Đê, chú huyện Yên Phong, Bắc Ninh, cùng 29 thanh niên độ tuổi từ 15 đến 19, mang theo hung khí đến khu công nghiệp huyện Yên Phong, Bắc Ninh để đánh nhau. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng mang theo hàng loạt hung khí sắc nhọn và nhiều vỏ chai bia thủy tinh, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang trên đường, lạng lách đánh võng, hò hét, tấn công một số người gây mất trật tự công cộng. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn huyện, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong đã khẩn trương chỉ đạo, phân công kiểm sát viên nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Phong đã phê chuẩn các quyết định nêu trên. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên, đêm về sáng 29 tháng 3, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Đặc biệt tại thôn Ngải Trồ, Lao Trải và trung tâm xã Y Tý, huyện Bát Sát, mưa đá dữ dội trút xuống khoảng 5 phút, bắt đầu vào lúc 5 giờ 35 phút, kết thúc khoảng 5 giờ 40 phút. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1 đến 1,5 cm, những hạt lớn đạt mức 2 cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và dông mạnh, sau khi chấm dứt để lại một lớp đá mỏng phủ trắng sân trước nhà, đường đi và trong vườn nhà dân. Những chỗ trũng đá dồn lại liên kết thành cục lớn. Theo số liệu thống kê ban đầu, mưa lớn kèm dông lốc khiến 48 nhà dân bị tốc mái tại huyện Bát Sát, Mường Khương, Simacai, Bắc Hà bị tốc mái hư hỏng. Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện Bát Sát bị đổ khoảng 60 mét hàng rào. Trạm y tế xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Sát bị tốc mái nhà ăn. Mưa đá cũng khiến một người tại huyện Bát Sát bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi đó, tại tỉnh Yên Bái vào sáng 29 tháng 3 cũng ghi nhận mưa đá tiếp tục xuất hiện tại xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải và xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Ngày 29 tháng 3, trên các trang mạng xã hội, lan tỏa hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo đang bơi tại vùng biển Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, clip và hình ảnh này do anh Bùi Trọng Anh ở hãng du thuyền Asian Grand ghi lại. Theo anh này, thời điểm anh ghi hình được con cá heo này vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 3 tại khu vực Hang Luồn. Cá heo xuất hiện khoảng 10 phút thì lặn xa dần. Anh Trọng Anh cho biết, hơn 10 năm làm việc trên Vịnh Hạ Long, đây là lần đầu tiên anh thấy cá heo. Ông Vũ Kiên Cường, trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, lâu rồi mới có cá heo xuất hiện trong lòng Vịnh Hạ Long. Cá heo xuất hiện ở khu vực này cũng là minh chứng cho thấy môi trường nước trong Vịnh Hạ Long đang được cải thiện rất tốt. Ông Cường cũng cho biết trong khoảng thời gian này, tỉnh Quảng Ninh đang mở chiến dịch làm sạch môi trường biển trên vịnh và ven bờ, thực hiện từ ngày 22 tháng 3 đến 20 tháng 4 để kịp đón du khách trong mùa cao điểm du lịch 30 tháng 4. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được lựa chọn là đơn vị đối tác của dàn nhạc chảy thế giới để cùng tổ chức góp mặt trong dự án Âm thanh của tình anh em của WYO trong chuyến lưu diễn của dàn nhạc này tại Việt Nam. Đó là chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân, giáo sư danh dự Casnoa Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo đó, dàn nhạc trẻ thế giới WYO sẽ lần đầu tiên đến Việt Nam. Tại đây, nhạc trưởng Damiano Gurana và 45 thành viên của WYO đến từ các nước như Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Italy, Anh, Hàn Quốc, Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Kazakhstan sẽ cùng 25 thành viên hệ đào tạo từ trung cấp đến đại học của dàn nhạc giao hưởng trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam VNAMYO tập luyện và biểu diễn cùng nhau từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024. Trong đó đặc biệt phải kể đến chương trình Hòa nhạc đêm Thăng Long vào tối ngày 6 tháng 4 tại phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và chương trình Gala Opera Puccini diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Các đêm diễn hứa hẹn đem đến cho khán giả thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển cùng các tiết mục đặc sắc, đỉnh cao của các nhà soạn nhạc lỗi lạc thế giới như Tchaikovsky, Rossini, Puccini và cả các nhà soạn nhạc tên tuổi của Việt Nam như Đặng Hữu Phúc, Trần Mạnh Hùng. Nhiều bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam sẽ được vang lên trên sân khấu. Sự kết hợp đa dạng của các nghệ sĩ trẻ quốc tế đến từ 20 quốc gia hứa hẹn sẽ lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực, giàu năng lượng và sáng tạo đến đông đảo công chúng yêu nhạc Hàn Lâm ở Hà Nội. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, trưởng đoàn nhạc kịch Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nhạc trưởng khách mời trong chương trình diễn ra vào tối mùng 6 tháng 4 năm 2024. Tham gia trình diễn tại các đêm nhạc này còn có giọng nữ cao Angela Nisi, giọng nam cao Vitaly Kovalchuk. Phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, hiện tại các học sinh, sinh viên được chọn tham gia biểu diễn trong chương trình và các sinh viên nghệ sĩ trẻ quốc tế của WYO đang say sưa và tích cực luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện trên. Dàn nhạc trẻ thế giới được thành lập vào năm 2001 bởi nhạc trưởng người Italy Damiano Giurana đã chào đón hơn 2.000 thành viên tài năng từ khắp các châu lục, lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày 29 tháng 3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2024, Enjoy Đà Nẵng năm 2024, tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng, sự kiện, lễ hội, du lịch ẩm thực, du lịch ban đêm, du lịch cưới và du lịch MICE. Trong năm 2024, Đà Nẵng sẽ mang đến cho du khách chuỗi các sự kiện lễ hội đặc sắc như Lễ hội bóng đá Brazil Việt Nam năm 2024, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, VinFast Ironman 70.3 Việt Nam, Liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế, Lễ hội bia Đà Nẵng, giải BRG Open Golf Championship, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Bên cạnh đó, du khách sẽ có cơ hội gia tăng trải nghiệm, khám phá Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch ban đêm hấp dẫn như các show diễn, jamming show, áo dài show, chương trình du ngoạn sông Hàn về đêm, hoạt động của các phố du lịch, chợ đêm, phố du lịch An Thượng, chợ đêm Sơn Trà, chợ đêm Helio, bãi biển đêm Mỹ An. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, nhiều sản phẩm du lịch mới năm 2024 theo từng giai đoạn sẽ được ra mắt phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Trình diễn nhạc nước, trình diễn múa rối nước, trình diễn mô tô nước, flyboard kèm hiệu ứng âm thanh ánh sáng và pháo hoa, khai trương phố đi bộ Bạch Đằng và thí điểm dịch vụ về đêm trên cầu Nguyễn Văn Chỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Chỗi với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, check-in, chương trình nghệ thuật truyền thống hiện đại, kết hợp thưởng thức ẩm thực đường phố và chiêm ngưỡng cảnh đẹp Đà Nẵng về đêm. Chương trình tận hưởng du lịch Đà Nẵng bằng tàu hỏa du lịch, tour trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng. Năm 2024, Đà Nẵng dành tặng hơn 10.000 voucher miễn phí và ưu đãi giảm giá, tổng trị giá tương đương 5 tỷ đồng cho khách du lịch. Đặc biệt, thành phố ưu tiên tặng 2.000 vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng miễn phí cho du khách khi đăng ký mua dịch vụ, sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng trực tuyến, các trang mạng xã hội của du lịch Đà Nẵng, tham gia mini game, vòng quay may mắn tại quầy thông tin du lịch Đà Nẵng và tặng quà dành cho 100 cặp đôi đầu tiên lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới, kỳ nghỉ trăng mật. Với nhiều điểm mới, hấp dẫn và đa dạng sự chọn lựa dành cho các phân khúc thị trường mục tiêu, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 8,4 triệu lượt khách nội địa và quốc tế trong năm 2024. Sáng 29 tháng 3, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Dương, Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền thờ Phạm Thượng Quận thuộc địa phận xã An Hưng, huyện An Dương. Đền thờ Phạm Thượng Quận thờ Ngài Thần Chủ và cũng là thành hoàng Phạm Đình Trọng. Ông sinh năm 1714, đời vua Lê Dụ Tông, là một danh thần nổi tiếng, văn võ toàn tài, vị đại quan nổi tiếng của đất nước trong triều Hậu Lê thế kỷ 18. Ông Đỗ Tiến Sĩ làm quan từ chức cấp sự trung, trải thăng đến chức bồi tụng, thượng thư bộ binh, hàm thái tử Thái Bảo, tước hải quận công, là người có công dẹp phỉ tàu ô Quan Lan tại biên giới Việt Trung, phá được phong trào khởi nghĩa nông dân Nguyễn Hữu Cầu. Sau đó, ông được cử làm đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sĩ phu dân chúng kính trọng mến mộ. Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ 18, sau khi ông Phạm Đình Trọng mất, triều đình đã sắc phong làm phúc thần làng Kinh Giao. Ngôi đền được tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại, song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao. Đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị 3 gian tiền bái, 1 gian hậu cung và làm theo thức trồng diêm nóc cát, mái đao cong, lợp ngói mũi. Ngoài giá trị về lịch sử, đền thờ Phạm Thượng Quận còn bảo tồn, lưu giữ được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử mỹ thuật. Với những giá trị ý nghĩa lịch sử văn hóa tiêu biểu, đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương công bố quyết định thành lập Ban Quản lý Di tích Lịch sử cấp quốc gia, đền thờ Phạm Thượng Quận. Sáng ngày 30 tháng 3, lễ thượng cờ Tổ quốc tại giải vô địch Marathon Quốc gia và cự ly giải báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024, Tiền Phong Marathon đã được tổ chức trang trọng tại bãi môn Mũi Điện, Phú Yên. Giải Tiền Phong Marathon năm 2024 diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến Vũng Rô và tàu không số, thăm hỏi trung tâm ăn điều dưỡng tàu ngầm, thăm và tặng quà các đồn biên phòng, hải đăng Đại Lãnh, trao cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Đặc biệt, lễ thượng cờ Tổ quốc trong lòng Tổ quốc diễn ra vào sáng 30 tháng 3 tại bãi môn Mũi Điện, truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng. Với chủ đề Tổ quốc trong lòng Tổ quốc, lễ thượng cờ đã vượt lên một nghi lễ bình thường, ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây đất nước. Đặc biệt, trong lòng bãi môn Mũi Điện mang dáng hình Tổ quốc còn có một dáng hình Việt Nam thu nhỏ hơn nữa, được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên, học sinh tỉnh Phú Yên với sắc áo cờ đỏ sao vàng, phác họa nên hình ảnh Tổ quốc trong lòng Tổ quốc vô cùng ấn tượng. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao lớn có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của cán bộ chiến sĩ và nhân dân Việt Nam ở huyện đảo Trường Sa thân yêu. Năm nay, giải đấu thu hút sự tham gia của gần 12.000 vận động viên trên cả nước. Trong đó có các thành viên của đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết. Ngoài tranh tài ở các cự ly cá nhân, vận động viên đội tuyển các tỉnh thành, ngành còn thi đấu tính điểm đồng đội toàn đoàn. Ngày 29 tháng 3, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082 VPCP KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc gửi hồ sơ mong mường và nghệ thuật chèo trình UNESCO. Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia về việc xin phép ký và gửi các hồ sơ quốc gia mò mường và nghệ thuật chèo để trình, xét ghi danh vào các danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau. Đồng ý để trình UNESCO xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể mò mường, Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội và Đắk Lắk vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật chèo Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội và Hải Phòng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký các hồ sơ theo quy định. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm các thủ tục cần thiết để gửi các hồ sơ di sản tới UNESCO, bảo đảm thời gian theo quy định của Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 và Pháp luật về di sản văn hóa. Tối 29 tháng 3 tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa, du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ nhất năm 2024. Đến dự có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, Hà Giang là nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em, nơi sự đa dạng về văn hóa dân tộc lại được thiên nhiên ưu đãi về sản vật địa phương. Người dân nơi đây sáng tạo nên kho tàng văn hóa ẩm thực phong phú, hấp dẫn với nhiều món ăn được vinh danh trong chương trình bình chọn ẩm thực tiêu biểu cấp quốc gia như cháo, ấu tàu, men mén, mật ong bạc hà, chè san tuyết, phở ngô. Từ lâu, ẩm thực Hà Giang đã trở thành đặc sản, quà tặng thu hút sự quan tâm của khách du lịch đến thưởng thức và trải nghiệm. Lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế là sự kiện nhằm nâng tầm thương hiệu, đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc gia, tăng cường xúc tiến giới thiệu điểm đến du lịch, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân gặp gỡ giao lưu, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản ẩm thực địa phương. Đây cũng là dịp tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch của mỗi địa phương, tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và ẩm thực nói riêng, góp phần phát triển du lịch xanh và bền vững. Lễ hội có 65 gian hàng, trong đó có sự tham gia của 22 tỉnh, thành phố trong nước và một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Trong thời gian 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách đến với Hà Giang sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, tìm hiểu văn hóa, điểm đến du lịch, các vùng miền, thưởng thức các món ăn ngon. Ngày 29 tháng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2024 với chủ đề Lâm Đồng, điểm hẹn của hoa và âm nhạc sẽ có loạt chương trình hấp dẫn để thu hút du khách. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm mới, nhất là trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống của cộng đồng người thiểu số, Du lịch kết hợp với xem biểu diễn âm nhạc và tham gia một số tiết mục âm nhạc thể thao mang tính sôi động đang là xu hướng mới ở địa phương đã được UNESCO công nhận là thành phố âm nhạc. Trong thời gian diễn ra tuần lễ vàng du lịch năm 2024, Lâm Đồng sẽ đón đoàn của một số nước như Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch mới, qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, tổ chức khảo sát một số sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, kết nối, phát triển du lịch, ký hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch, từng bước hình thành hệ sinh thái ngành du lịch. Hà Hàn, đây là ngành du lịch thân thiện với người Hồi giáo, trong đó tuân thủ các nguyên tắc và quy định của đạo Hồi, bao gồm các dịch vụ như ăn uống, chỗ ở, vận chuyển, giải trí và mua sắm. Được biết, đây là lần thứ 3 tỉnh tổ chức tuần lễ vàng du lịch. Năm nay, Lâm Đồng dự kiến tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, những năm gần đây, Đà Lạt luôn nằm ở top đầu của nước ta về thu hút du khách vào dịp lễ Tết cuối tuần. Thưa quý vị, từng góp mặt trong các dự án điện ảnh có doanh thu kỷ lục của anh trai Trấn Thành là hai tác phẩm Nhà bà nữ 475 tỷ đồng và Mai 550 tỷ đồng. Nữ diễn viên trẻ Huỳnh Uyển Ân cho biết cô muốn bước ra ngoài để tham gia các phim khác, qua đó khẳng định được năng lực với khán giả. Mới đây, Uyển Ân góp mặt trong phim Cái giá của hạnh phúc. Trong phim, cô đóng vai con gái của Thái Hòa, được giới thiệu là vai diễn nặng đô nhiều tự sự. Cô đồng ý ngay mà không cần xem qua kịch bản khi được mời tham gia dự án cùng các gương mặt tên tuổi, giỏi nghề như nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Thái Hòa, Quang Minh. Uyển Ân đã dành trọn thời gian nỗ lực đọc kịch bản, rèn luyện cảm xúc để hóa thân vào vai diễn. Uyển Ân chia sẻ cô là một diễn viên nên cho phép nhận tất cả các phim mình yêu thích. Cô nhìn nhận việc có anh trai nổi tiếng đã giúp mình đến gần hơn với nghề và khán giả, đồng thời học hỏi nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, Uyển Ân cũng mong được công chúng công nhận là diễn viên có năng lực khi rời khỏi các tác phẩm của người thân. Nữ diễn viên cho biết thêm, cô chưa bao giờ đặt giới hạn bản thân, chỉ đóng phim Trấn Thành mà không được phép tham gia phim các đạo diễn khác. Cô quan niệm con đường làm nghề sẽ có lúc lên và lúc xuống, không thể nào lên mãi được. Với dự án mới, cô được khán giả đón nhận thế nào, Uyển Ân đều cảm thấy bình thường. Cô vui nếu phim đạt doanh thu cao vì đó là thành quả của cả ekip. Ngược lại, nếu phim không như kỳ vọng, nữ diễn viên sẽ cố gắng hơn trong những dự án sau. Bên cạnh ngôi sao phòng vé Thái Hòa, phim Cái giá của hạnh phúc có dàn diễn viên như Xuân Lan, Uyển Ân, Lâm Thanh Nhã, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Trương Thanh Long, Trâm Anh. Tác phẩm do Nguyễn Ngọc Lâm, ông xã Xuân Lan đạo diễn. Phim sẽ ra rạp từ ngày 19 tháng 4, có suất chiếu sớm trong cả ngày 18 tháng 4. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.